Em chào các bác. Các bác đã chuẩn bị ngủ chưa? Em thì vừa đi có việc ở ngoài bản về các bác ạ. Vừa đi có việc ở ngoài bản về thì và có một số bác thì lấy thuốc dạ dày VS, dạ dày tá tràng VS và gọi điện để hỏi em cách hướng dẫn sử dụng. Mặc dù là em gửi thuốc cho các bác thì cũng có cái hướng dẫn ở bên ngoài rồi. Nhưng mà các bác thì muốn biết cách sử dụng rõ hơn. Vậy nên là em ngồi đây để em chia sẻ cho các bác là một chút về cách sử dụng cái thuốc dạ dày tá tràng bên em. À, cái thuốc dạ dày và thuốc cái thuốc dạ dày tá tràng bên em thì và cái thuốc này thì các bệnh lý liên quan đến đường ruột đều sử dụng được. Ví dụ đầy bụng, đầy hơi, táo bón đều sử dụng được cái thuốc này. Thì cái thuốc dạ dày bên em thì nó là dạng túi lọc như này các bạn nhé, dạng túi lọc như này. À, thuốc thì hoàn toàn từ cái thuốc tự nhiên. Thuốc em đã nghiền thành bột như này. Vì thuốc dạ dày tá tràng thì nó hoàn toàn là gồm củ này, lá này và củ mềm này. Vậy nên là khi nghiền nghiền ra thì nó rất là dạng túi lọc này thì nó sẽ rất là dễ dàng sử dụng. Và nó cũng dễ dễ dàng cho người sử dụng và nó cũng dược tính cái dược tính của nó thì mình cái thuốc của nó mình sẽ sử dụng được rất là hiệu quả và nó còn tiết kiệm nữa. Nó vừa tiết kiệm cho thầy thuốc như em vừa tiết kiệm thuốc đối với em thì tiết kiệm được cây dược liệu khi mà mình nghiền ra thì mình sẽ không phải nghiền nhiều như thế nữa và nó tiết kiệm cho các bác ở chỗ là các bác không phải đun nấu nhiều, nó không cồng kềnh khi em nhìn ra này. À, và cách sử dụng thuốc dạ dày tá tràng bên em thì rất là đơn giản. Đây ạ. Các bác chỉ cần một cốc nước nóng này, nửa cốc thôi nhé. Đấy, các bác thả túi túi lọc thuốc vào. Sau đó các bác đậy vào thế này, như các bác khám trà ấy, các bác để một lúc này 5 7 phút này, khi nó ra màu thuốc thì các bác uống được. Các bác không cần phải đun gì cả và một cái túi lọc như thế này thì các bác sử dụng cho em được một ngày đến một ngày rưỡi, có nghĩa là một ngày các bác uống một đến hai lần không sao cả, mỗi lần các bác chỉ uống một một ít thế này thôi nhé các bác nhé, bởi vì cái thuốc này nó đắng đấy, thuốc dạ dày là hầu như nó có vị đắng rất là nhiều, vậy nên là các bác chỉ mỗi lần thì các bác chỉ uống bằng này thôi hoặc là ít hơn. Sau đó là các bác cất cả cái túi lọc này, cả cái cốc như này các bác để trong ngăn mát tủ lạnh ấy, xong đến lúc đến lúc uống thì các bạn lại mang ra uống. Một ngày các bác uống 2 đến 3 lần. Và cái thuốc dạ dày thì các bác chú ý cho em, khi uống thuốc dạ dày là uống lúc đói. Uống thuốc dạ dày là uống lúc đói nhá. Lúc nào đói thì các bác mới uống. Và uống thuốc dạ dày là tuyệt đối kiêng cho em là kiêng rau muống này, không ăn rau muống này, kiêng bia rượu này, kiêng măng chua này, kiêng măng ớt này và những cái chất kích thích. Kiêng măng chua, kiêng măng ớt và những chất kích thích. Chỉ cần kiêng bằng thế thôi các bạn, kiêng bằng đấy thôi. Còn kiêng nhiều quá thì cũng không kiêng được đâu. Và cái thuốc dạ dày tá tràng bên em thì chỉ sử dụng mỗi lần em gửi cho các bác là một thang là 30 gói. Nhưng 30 gói này các bác có thể sử dụng được mấy lần và trong nhà các bác có mấy người sử dụng được với nhau. Bởi vì các bác thấy một cái túi này các bác sử dụng được một ngày đến một ngày rưỡi cho em nhé các bác nhé. Một ngày đến một ngày rưỡi, có người sử dụng 2 ngày nhưng không cần phải sử dụng 2 ngày đâu, với 2 ngày thì cái lượng thuốc nó không còn nhiều nữa. Đấy như các bác thấy đấy. Đây này. Bây giờ em lại đóng tiếp, với cái thuốc dạ dày của em không bao giờ đủ đâu các bác ạ, gửi cho các bác suốt ngày thôi, mọi người đến nhà lấy nữa này. Đấy nó mịn như thế này mà các bác, nó mịn như thế này mà, nên là các bác chỉ cần úp thôi, các bạn không phải đun nấu đâu, đun đun nó mất thời gian ra. Dạ, sử dụng rất là dễ dàng nhá. Em hướng dẫn các bác vậy, các bác mà có thắc mắc gì các bác gọi điện cho em. Dạ.